phủ. Như vậy, một là có thể hạ được nhuệ khí của ổng, hai á là có thể lấy của người dân dùng cho người dân, tạo phúc cho bá tánh Hà Châu. Dựa vào lời nói sằng bậy của quản gia Trung phủ thì có thể thả tên Trung Tường Tài sao? Thả, hơn nữa còn phải thả ngay nữa. Ngân lượng của quan phủ chúng ta không nhiều, không thể để Trung Tường Tài ăn không ở không được. Tấn đệ à, chuyện liên quan tới mong mỏi của bá tánh Hà Châu, sao đệ còn đem ra đùa? Đệ không có đùa đâu, mà đệ rất là nghiêm chỉnh đó. Ngô Mãn, mau đi thả Trung Tường Tài ra. Đệ muốn thả hổ về rừng hả? Cơn giận cũng không nhỏ. Đó không phải là thả hổ về rừng, mà gọi là muốn bắt cả lũ tương kế tựu kế. Trung Tường Tài bị nhốt trong đại lao thì vấn đề của Hà Châu bị che khuất. Sau khi thả ông ta ra thì những kẻ mượn danh lừa bịp, nói là không đi đôi, nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến chừng đó thì vấn đề sẽ lộ ra sơ hở thôi. Phải rồi, sao huynh lại không nghĩ ra điều đó? Ê, Tấn đệ, vậy huynh sẽ đi thả tình khốn họ Chung đó ra ngay hả? Cầm đi. Chúng tôi tay. Ngươi định làm gì? Nhìn bản mặt của ông đi, đừng lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử hả? Tôi nói cho ông biết, tôi phụng mệnh giải đại nhân, thả ông về nhà. Giải đại nhân, làm đại nhân. Đã tối rồi ông còn đến hàng xa, có chuyện gì gấp sao? Lan đại nhân, tôi mới nhậm chức tri sự Hà Châu, tình hình trong ngày này biến đổi quá lớn. Ban ngày cứ phải giải quyết chuyện của Trung Tường Tài, khó khăn lắm mới giải quyết xong được. Đã tối rồi còn đến làm phiền Lan đại nhân, thật sự cảm thấy ngại quá. Đâu có, đâu có. Giải đại nhân tới hàng xa, thật sự nhà tranh thêm sáng. Xin hỏi giải đại nhân có gì chỉ dạy? Lan đại nhân, không dám không dám. Không giấu gì ông, hôm nay tôi thật sự có chút chuyện muốn nhờ Lan đại nhân đây chỉ giáo cho. Giải đại nhân quá lời rồi, quá lời rồi. Đại nhân là bác học đa tài, thỉnh giáo tôi như vậy chẳng phải là muốn tôi giảm thọ hay sao chứ? Thế Lan đại nhân, điều tôi nói là sự thật. Chuyện liên quan đến lương hưởng bổng lộc, làm quan sai nha môn lương tháng thì được bao nhiêu, tôi là tri sự của Hà Châu, bổng lộc mà triều đình cho lại là bao nhiêu, cần phải quan tâm. Cho nên tôi đến đây để thỉnh giáo Lan đại nhân. Đối với lương của nha dịch, tiền lương sư gia có ghi trong sổ, phát theo số đó là được. Còn về chức tri sự, lương bổng là 20 lượng bạc. Hay trời, ít nên đáng thương. Thì ra là vậy. Lan đại nhân, còn có một việc. Nghe nói tiền lương sư gia được ông cho phép nghỉ đi thăm người nhà. Đúng là có chuyện này, có chuyện này đó. Mẹ của tiền lương sư gia bệnh nằm liệt giường, về nhà cho tròn chữ hiếu. Vậy không biết là lúc nào ông ấy có thể về nha môn đi làm lại? Về chuyện này, không có nói nghe về, tôi cũng không dám chắc. Nhưng nói nhanh thì
một hai ngày sẽ về tới. Còn nếu như chậm thì 10 ngày nữa hay nửa tháng cũng không có chừng. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh tình của mẹ sư gia khỏi nhanh hay chậm mà thôi. Hả? Mời dùng trà. Lăng đại nhân không cần đâu. Nếu vậy thì tôi cũng không ở lại đây lâu nữa. Ông coi, đôi chân của tôi đột nhiên đã hơi bủng rủng rồi, với lại ban đêm thì lực không có được tốt. Thứ lỗi, tôi tiễn không có được xa. Lăng đại nhân xin dừng bước. Cáo từ. Mời mời. Ăn chậm thôi kẻo mắc nghẹn đó. Dạ, ăn chậm phải thôi. Rồi. Ê quản gia, ông nói tiếp đi. Dạ được được. Như vậy vừa vào ba tấc lưỡi không xương của tôi, trong lời tôi ẩn chứa kim, đâm vào thấy máu, đâm thẳng vào điểm yếu của tên giải tân lùng nữa đó. Mà còn khiến cho tên Ngô Mãn kẻ như ngựa quan phục đến nỗi sợ hãi bất an. Tên họ giải cân nhắc suy tính, cuối cùng hắn không thể không thả người. Sao vậy? Sao vậy lão gia? Ông ăn chậm chậm thôi, ăn chậm thôi, kẻo ông mắc nghẹn đó. Phải đó, lão gia, lần này ông được thả ra đều nhờ quản gia của chúng ta đó. Tốt, tốt, coi như không uổng công đâu. Lão già, ông mệt rồi hả? Cuối cùng đã ứng phó cái tên giải lùng đó về rồi. Ê, bị lục đơn cải tẩu hành hạ suốt cả đêm, khiến tôi mệt quá trời. Lão già, khuya rồi, ông vào trong đi, ha, nghỉ ngơi ha. Được rồi. Trời ơi, cái lưng của tôi. Trời ơi. Lão già, kế ve sầu lột xác này mau chóng thực hiện đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Được rồi, để sáng mai tôi sẽ sai hạ nhân đi lo. Hồ đồ, những chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Mà không, chỉ có thể trời biết đất biết, ông biết tôi biết, để người khác nhúng tay vào, chẳng phải để người ta cầm cán hay sao? Được rồi, tôi sẽ đích thân đi lo, vậy bà có thể yên tâm được chưa? Chuyện mà ông lo, có chuyện nào mà tôi có thể yên tâm chứ? À phải rồi, mấy vạn lượng triều đình đã trích cho ngân khố, ông giải quyết sao trong sổ sách? Về chuyện này thì bà yên tâm đi. Nếu muốn đem số bạc đó quá công thành tư thì tôi có thể để lại trong sổ sách một chút giấy trắng mực đen ha. Tôi đâu có dạy như vậy đâu. Nè, tên trường sư gia lo tiền lương tự cho mình là thông minh, cho tôi một chủ ý tồi, làm sổ sách hoài, muốn được tôi ban thưởng hả? Kết cuộc bị tôi dạy cho hắn bài học rồi. Ông thấy chưa, thấy chưa? Đã lộ ra sơ hở rồi, thấy chưa? Còn nói chuyện này ở ngoài ông ra không có người thứ hai biết. Vậy trường sư gia chẳng phải đã biết hết mọi chuyện sao? Ngã, thôi chết rồi. Lão như vậy tấn đi trước một bước, tìm được tên trương sư gia này, hỏi hết lý lẽ sự tình. Chẳng phải là lấy mạng lão già này sao? Bây giờ biết lời hại chưa? Giải tấn ở đêm khuya đến thăm, ông nghĩ hắn muốn thỉnh giáo ông về chuyện lương hưởng sao? Đâu có đơn giản vậy. Nè, lão già, ông làm gì vậy? Không có được. Phen này bất luận thế nào, tôi cũng phải biến bị động thành chủ động, tuyệt đối không thể để tên giải lùng đó chiếm được ưu thế. Phu nhân à, bà đi ngủ trước đi, đi ngủ trước đi. Còn tôi sẽ mau chóng phá người để bịt miệng trương sư gia đó. Lão già, ông hết sức cẩn thận nha, đừng bao giờ xin thêm chuyện đó. Biết rồi. Việc trước tiên quan trọng là ổn định lòng người. Đệ vừa mới đương nhiệm thì các nha dịch không có tiền mua gạo muối dầu củi, ai còn tâm trí làm việc xử án nữa chứ. Một hảo hán ba cái bang,
một cái hàng rào ba cái cột, giải tướng này dù có bản lĩnh tài tình cũng cần có mọi người ủng hộ, dựa vào sức một mình. Vậy thì một mình làm sao có thể tạo phúc cho bá tánh Hà Châu được đây? Ê, quan có đầu này có chủ, món nợ này phải tính với lão Lan Văn Cao, dựa vào đâu chúng ta phải ứng tiền ra? Dựa vào đâu? Dựa vào đệ là quan phụ mẫu của Hà Châu, đạo làm quan, công mà quên tư, e là khó làm được. Nhưng mà trước công sau tư là điều ít nhất phải có ở người làm quan. Làm việc gì cũng phải có nặng nhẹ nhanh chậm. Điều cấp bách bây giờ là nhanh chóng phát lương, ổn định tinh thần cho các nha dịch. Đó mới là điều quan trọng nhất. Còn nữa chính là mèo quýnh leo lên cây, chó quýnh nhảy tường. Nếu như đệ đoán không lầm, e là Trương sư gia sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Mãn, đêm khuya huynh hãy lên đường phóng ngựa nhanh đến Trương gia thôn, bảo đảm Trương sư gia không gặp nguy đến tính mạng. Thôi được, huynh lập tức đi ngay.